Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh TV News của chúng tôi. Chúc mừng những ai chọn Thánh cả An Tôn làm Thánh bổn mạng. Trong niềm hân hoan mừng lễ kính Thánh An Tôn ngày 13 tháng 6, TV News chúng con xin kính chúc các linh mục, tu sĩ và những ai nhận Thánh cả An Tôn làm quan thầy. Nhờ lời bầu cử của Thánh quan thầy An Tôn, xin Chúa ban cho mọi người luôn được dư tràn ân phúc và niềm vui. Chúng con xin gửi lời chúc đặc biệt đến những linh mục có tinh thần dấn thân, đấu tranh cho công lý và hòa bình luôn được Thánh cả An Tôn đồng hành, ban ơn nâng đỡ và thêm can đảm trên con đường đi tìm công lý sự thật cho mọi người. Thánh An Tôn Padua sinh năm 1195 tại Lisbon, thủ đô nước Bồ Đào Nha, cách nơi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima chừng 140 km. Ngài sinh ra trong một gia đình quyền quý và đạo đức, vốn được giáo dục theo tinh thần phúc âm, nên Ngài sớm ý thức được việc dâng mình cho Chúa. Ngài nhập dòng Thánh Augustino và được chịu chức linh mục tại đó. Ngài cảm thấy lý tưởng sống khiêm tốn và khắc khổ hợp với mình hơn, và nhất là Ngài ao ước được truyền giáo cho dân ngoại và được tử đạo, nên Ngài đã gia nhập dòng Francisco năm 1220. Tại đây, Ngài được bề trên sai đi truyền giáo tại Phi Châu, thể theo ý nguyện của Ngài. Nhưng ý Chúa quan phòng lại định liệu cách khác. Vừa tới Phi Châu, Ngài đã ngã bệnh nặng và phải trở về điều trị. Trên đường về quê, tàu Ngài đã bị bão thổi dạt vào đảo Sixto thuộc Ý, và Ngài ở lại nhà dòng Mon Paolo. Ngài là một trong những vị thánh nổi tiếng nhất, lừng danh nhất của giáo hội Công giáo. Ngài không những được tôn kính ở vùng Padova mà còn được sùng mộ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đặc biệt, tại linh địa trại gáo giáo phận Vinh hàng năm, hàng trăm ngàn người cứ đến ngày này thì mọi người lương cũng như giáo, từ khắp nơi tề tựu về linh địa để cầu nguyện và xin ơn. Nguyện xin Thánh cả An Tôn cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho giáo phận Vinh vượt qua biến cố đau thương này, cho các linh mục đỏ được ăn năn trở về cùng giáo hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi bằng cách like và chia sẻ video này. Rất mong nhận được ý kiến bình luận của mọi người. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của chúng tôi.